Chưa năm học nào, trường Trung học Phổ thông Phú Xuân nhận nhiều hồ sơ dự tuyển lớp 10 như năm nay. Từ chỉ tiêu 400 học sinh, nay trường đã phải điều chỉnh lên hơn 500 học sinh kể từ khi nhiều học sinh không trúng tuyển vào trường công lập. Sự gia tăng đột biến này gây nhiều áp lực trong công tác giảng dạy sắp tới. Nghĩ là cũng muốn mình nhận thêm nhiều học sinh, nhưng mà thực tế thì trong cái điều kiện hiện tại, cái hạn chế về phòng học, về cơ sở vật chất thì nhà trường cũng chỉ đáp ứng đủ cái số lượng hiện tại thôi, chứ không thể nhận thêm với cái số lượng học sinh. Cho nên mình thấy là học sinh bây giờ thì nếu mà không đạt ở các trường tư thục hoặc là không đảm bảo thì là hầu hết là đi học các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc là các cái trường nghề thôi. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 4 cơ sở ngoài công lập đào tạo hệ trung học phổ thông, khả năng tiếp nhận khoảng 2.000 học sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, hầu hết các trường này đều đã tuyển sinh xong sớm hơn các trường trung học phổ thông công lập, dẫn đến học sinh không trúng tuyển trường công lập cũng khó có cơ hội vào các trường ngoài công lập. Đầu tháng 6 thì chúng tôi đã thực hiện tuyển sinh. Thì khoảng đến ngày 20, 25 tháng 6 thì chúng tôi đã hoàn thành xong cái công tác tuyển sinh. Và thông thường thì các cái tuyển sinh đầu cấp thì chúng tôi lại không có chỉ tiêu để tuyển sinh bổ sung. Nên vậy thì những cái trường hợp mà các em không trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập mà có nguyện vọng vào các trường chúng tôi thì ở cái thời điểm sau khi chúng tôi tuyển sinh xong thì lại không có chỉ tiêu để tuyển sinh bổ sung các em. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, những năm học tới, việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, không tăng chỉ tiêu ở các trường ngoài công lập vẫn tiếp tục được thực hiện để hướng đến thực hiện mục tiêu hướng nghiệp phân luồng học sinh theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.